Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Anh chị em hãy cùng với tôi mở Kinh Thánh ra ở trong Thư Gia Cơ. Chúng ta sẽ cùng đọc Thư Gia Cơ chương 1 từ câu 21 cho đến câu 25. Chúng ta cùng nhau đọc. Vậy hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo, thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này, là luật pháp đem lại sự tự do và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong công việc mình. Amen. Đây là một trong những phần Kinh Thánh rất quen thuộc đối với chúng ta. Đây là một câu chuyện mà tôi đã nghe được từ một vị mục sư ở bên Mỹ. Vị mục sư nói rằng đây là một câu chuyện có thật, được đăng tải trên báo chí Mỹ cách đây rất là nhiều năm. Có một người rất giàu có, một người được gọi là triệu phú, bất động sản rất nhiều, tiền bạc ở trong nhà băng rất nhiều, có rất nhiều loại tài sản khác nhau. Nhưng một hôm người ta phát hiện ông ta đã gục chết ở trên một bãi rác, ở trong một tình trạng rất là thê thảm. Ở trong tay vẫn còn nắm một chùm chìa khóa để có thể vào những cái biệt thự, những villa, những căn nhà mà ông ta sở hữu. Và lý do tại sao là như vậy, người ta điều tra, người ta tìm hiểu, và cuối cùng người ta kết luận rằng người triệu phú này đã chết ở trong cái tình trạng thần kinh không ổn định, có vấn đề về thần kinh. Và những người dân xung quanh đó đã mô tả là họ thấy người đàn ông đó trong suốt một thời gian dài ở trên cái bãi rác đó, và họ đã không hề biết rằng ông ta là một triệu phú. Họ không hề biết rằng ông ta là một người rất là giàu có. Và vì lý do nào đó mà người đàn ông này đã đi đến cái tình trạng đó, thần kinh nó không được bình thường. Chúng ta không biết rõ những cái biến cố gì đó đã xảy ra trong cuộc đời của ông ta. Những điều mà chúng ta biết là mặc dù ông ta có một tài sản kết xù, nhưng mà ông ta đã không thể thừa hưởng được cái tài sản đó. Ông ta đã không nhận được ích lợi từ tài sản đó, và cuối cùng ông ta đã chết như một người cơ nhỡ thê thảm nhất, trong tay vẫn còn nắm chùm chìa khóa cơ ngơi của mình. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta liên hệ như thế nào giữa cái câu chuyện mà tôi mới vừa kể cho anh chị em nghe và lời của Chúa chúng ta vừa mới đọc lúc nãy? Thưa anh chị em, khi tôi suy nghĩ về các thành viên trong hội thánh của chúng ta ngày hôm nay, thì tôi nhận thấy rằng có rất là nhiều người cũng giống như cái ông triệu phú này. Chúng ta thật sự đã có cơ hội sở hữu những điều cực kỳ giá trị, những điều cực kỳ tuyệt vời ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và cái điều tuyệt vời nhất, là điều tuyệt vời nhất, tôi nói là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta mỗi một cơ đốc nhân được sở hữu trong vương quốc của Đức Chúa Trời không gì khác hơn, đó chính là lời hằng sống của Ngài. Amen con chị em. Tại sao tôi nói vậy? Vì chính lời hằng sống của Chúa đã mở ra cho chúng ta một cơ hội để được cứu rỗi, đúng không anh chị em? Nhờ lời hằng sống đó, nhờ lời mà chúng ta nghe đó và chúng ta tin đó, mà chúng ta mới có cơ hội để bước vào thiên đàng, đúng không anh chị em? Chúng ta được cứu, chúng ta được trở nên một tạo vật mới.
lời của Chúa nói như thế này: ai ở trong Đấng Christ thì đó là một tạo vật mới. Ở trong bản cũ thì đó là người được dựng nên mới, nhưng mà chính xác a new creation là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta trở nên một tạo vật mới. Chúng ta có sự sống đời đời ở trong chúng ta. Amen con chị. Chúng ta có Đấng tuyệt vời đang ở trong chúng ta, là một tạo vật mới thật là tốt lành ở trong mắt của Chúa. Thưa anh chị em, ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta được trang bị rất nhiều điều tuyệt vời. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đối với tôi điều tuyệt vời nhất chính là lời hằng sống của Chúa, là lời có thể đem chúng ta đến sự cứu rỗi, là lời có thể đem chúng ta đến sự giải phóng khỏi những quyền lực tối tăm của ma quỷ, là lời có thể đem đến sự chữa lành siêu nhiên cho thân thể của chúng ta, có thể giúp chúng ta loại bỏ những bệnh tật, kể cả những căn bệnh nan y, là lời có thể đem đến sự chu cấp thiên thượng cho chúng ta. Nhưng sự chu cấp rất kỳ diệu, chúng ta sẽ được no lòng giữa nơi khô hạn lớn, chúng ta sẽ như vườn năng tưới, như suối nước chẳng hề khô cạn. Amen con chị. Alleluia. Lời của Chúa đem đến sự bình an thật cho chúng ta, lời của Chúa đem đến niềm vui thật cho chúng ta, lời của Chúa giúp chúng ta biết yêu thương người khác, lời của Chúa dạy chúng ta về lòng bao dung để chúng ta có thể sẵn sàng tha thứ cho bất cứ ai mỗi khi họ làm một điều gì đó gây tổn thương cho chúng ta. Lời của Chúa đem đến những bí quyết cho mọi lĩnh vực ở trong cuộc sống của chúng ta, từ lĩnh vực hôn nhân gia đình cho đến lĩnh vực kinh doanh buôn bán cho đến chính trị, tất cả mọi lĩnh vực ở trong đời sống này. Khi chúng ta có lời của Chúa thì chúng ta hoàn toàn có cơ hội để kinh nghiệm sự thành công, sự đắc thắng trong từng lĩnh vực đó. Thưa anh chị, về mặt lý thuyết tất cả chúng ta đều đồng ý với nhau, không có gì khó khăn. Mọi mục sư, mọi giáo sĩ, mọi sứ đồ, mọi truyền đạo, mọi chấp sự, mọi tín hữu lâu năm và kể cả mọi tân tín hữu đều đồng ý với nhau về điều đó một cách dễ dàng. Nhưng giữa lý thuyết và thực tế đôi khi nó có một khoảng cách quá xa, mà thậm chí chúng ta bắn một phát đại bác nhiều khi nó chưa tới. Thậm chí chúng ta phải dùng một phát đại bác để đo cái khoảng cách quá xa đó mà nó không nổi. Tôi ước ao rằng hôm nay Chúa sẽ dùng đề tài này để thức tỉnh ai đó trong phòng nhóm này, và Chúa cũng sẽ dùng đề tài này để thức tỉnh ai đó là những người sẽ xem các video của chúng ta ở trên mạng internet. Tôi ước ao rằng mỗi một sứ điệp mà tôi rao giảng với tất cả tình yêu thương và lòng cứu mang của mình sẽ không trở nên vô ích, nhưng sẽ đem đến những giá trị, những ích lợi thiết thực cho từng cuộc đời của những người nghe. Amen con chị em. Amen. Lời của Chúa nói rằng: vậy hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm chủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này, là luật pháp đem lại sự tự do và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong công việc mình. Cảm ơn Chúa. Chỉ đọc lời Chúa thôi mà nếu chúng ta đọc một cách nghiêm túc, và chúng ta nghe những gì chúng ta đọc, hoặc là ai đó nghe những gì chúng ta đọc, thì đã rất được phước rồi thưa anh chị em. Chứ đừng nói mà chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta tin với tất cả trái tim của chúng ta và chúng ta cẩn thận làm theo. Thì tôi nói với anh chị em là cái chuyện mà cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi là chuyện không xa vời đối với chúng ta. Sẽ là chuyện không hề xa vời chút xíu nào cả. Và tôi nói với anh chị em là chuyện mà chúng ta có thể kinh nghiệm được một đời sống dư dật, một đời sống thật sự thịnh vượng ở trong Chúa là điều không hề xa vời nữa đâu.
nếu chúng ta nghe và cẩn thận làm theo lời của Đức Chúa Trời. Nhưng nan đề thật quá lớn trong nhân loại này là có quá nhiều người nghe nhưng không muốn làm theo vì một lý do nào đó. Tôi hỏi anh chị em một câu rất thực tế. Trong suốt những tháng ngày qua, tôi làm cưu mang, tôi đã chuẩn bị những loại bài, những sứ điệp thật công phu, với tất cả tấm lòng yêu thương, với tất cả đức tin, với tất cả niềm hy vọng gửi đến cho anh chị em. Và anh chị em đã làm gì với những sứ điệp đó? Anh chị em đã làm gì với những loại bài đó? Có ai đã thật sự hưởng phúc lợi từ loại bài giải cứu chữa lành chưa? Tôi muốn biết là có bao nhiêu người đã thật sự hưởng được phúc lợi gì đó từ loạt bài giải cứu chữa lành. Anh chị em có thể thử giơ tay lên cho tôi xem được không? À, có một số cánh tay giơ lên. Cảm ơn Chúa về điều đó. Và tôi hy vọng là trong thời gian tới thì tất cả anh chị em đều có thể kinh nghiệm được phúc lợi của Chúa thông qua loạt bài giải cứu chữa lành. Rất có thể có ai đó đã chưa thật sự nghe đủ. Và cũng rất có thể có ai đó đã nghe rất đủ nhưng họ đã không làm theo. Giống như những gì mà lời Chúa nhắc nhở chúng ta đấy, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Nhiều người không chịu nghe, nhiều người không chịu nghe đủ, nhưng cũng có nhiều người nghe rất đủ, thậm chí nghe quá nhiều, rất nhiều, nhưng lại chẳng nhận được lợi ích gì cho đời sống của mình. Lý do là gì? Lý do là chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Đương nhiên chẳng ai trong chúng ta lại cố tình lừa dối mình cả, đúng không? Có ai lại nghĩ rằng mình sẽ lừa dối mình không? Không. Chắc chắn một điều là chúng ta chẳng bao giờ chủ động lừa dối mình. Chúng ta có thể lừa dối ai đó, nhưng mà chẳng ai trong chúng ta lại nghĩ là bây giờ mình sẽ chủ động lừa dối mình. Không. Đó là tôi tìm thấy trong cuộc sống thực tế này. Người ta có thể lừa dối người khác, nhưng chẳng ai muốn lừa dối mình cả. Nhưng ở đây Kinh Thánh nói rằng lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Thực chất thì chúng ta đang lừa dối mình mà chúng ta không biết. Mà suy cho cùng thì đó là sự lừa dối của ma quỷ ở trong đời sống của chúng ta. Hay là nói cách khác là chúng ta đã sơ hở để cho ma quỷ nó lừa dối chúng ta. Bởi cái tôi của mình, bởi những cái sự ngu dại của chúng ta, mà chúng ta để cho ma quỷ nó xỏ mũi, nó dẫn chúng ta vào những cái chỗ sai lạc ở trong đời sống, thưa anh chị. Chúa Giêsu nói gì? Người nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá, có mưa sa nước chảy, gió le xô động nhà ấy, song không sợ vì đã cất trên đá. Những người nào nghe mà không làm theo lời ta phán đây thì giống như người nhà dùng cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa nước chảy, gió le xô động nhà ấy, thì chuyện gì xảy ra? Chỉ sợ và hư hại rất nhiều. Tại sao Chúa Giêsu lại nói những lời đó? Tôi tin chắc một điều rằng ở trong suốt quá trình giảng dạy của Chúa Giêsu thì Ngài luôn có sự quan sát đám đông. Và rất có thể ngay lúc đó Ngài đã nhìn thấy có những con người đang lắng nghe Ngài. Nhưng mà Chúa của chúng ta là đấng toàn tri, Ngài có thể biết được hết tất cả mọi sự. Ngài biết rằng những con người này nghe, hầu như Ngài đi đến đâu họ cũng chạy theo, họ nghe từ đám này đến đám khác, họ nghe từ buổi nhóm này đến buổi nhóm khác, họ nghe từ chương trình này đến chương trình khác. Nhưng họ chưa bao giờ thật sự có một quyết định trong lòng rằng hôm nay tôi sẽ làm theo lời Chúa vừa dạy đó. Và đó thực sự là một năng lực lớn. Thưa anh chị em, có một lần nào, Phi-e-rơ và các môn đồ đã có một kinh nghiệm tồi tệ ở trong cái công việc hàng ngày của họ, cái công việc kiếm sống của họ. Họ đã đánh cá suốt đêm mà không được con cá nào. Họ là những ngư phủ chuyên nghiệp, họ là những người đánh cá chuyên nghiệp. Và cái chuyện này là một chuyện hiếm hoi ở trong suốt quá trình làm nghề của họ. Suốt đêm mà không có một con cá nào. Tôi tin rằng đây không phải là một cái sự ngẫu nhiên. Tôi tin rằng điều này nằm trong sự tể trị của Chúa, đúng không chị em? Và Chúa muốn Phi-e-rơ cùng với các môn đồ kinh nghiệm
một điều tuyệt vời mà họ cần phải kinh nghiệm. Sau khi Chúa giảng dạy xong thì Chúa đã có một lời đề nghị. Chúa đề nghị Phi-e-rơ và những người đánh cá lúc bấy giờ bắt đầu thả lưới theo sự chỉ định, theo sự chỉ dẫn của Ngài. Và chúng ta thấy đó, ban đầu thì có vẻ như họ khựng lại, đúng không? Có thể là ở trong tâm trí của họ có những suy nghĩ đại loại thế này: Chúa ơi là Chúa, cái lĩnh vực này là lĩnh vực của tụi con. Tụi con là những ngư phủ chuyên nghiệp, tụi con là những người đánh cá chuyên nghiệp, tụi con biết mình phải làm gì, không đến lượt Chúa chỉ tụi con đâu, Chúa là thợ mộc mà. Có phải khi còn ở nhà cha mẹ thì Chúa Giêsu làm nghề thợ mộc không? Có phải không anh chị em? Đúng không? Ngài làm nghề thợ mộc. Chúa là thợ mộc, không có dính dáng gì đến chuyện đánh cá đâu, cho nên chuyện này Chúa để tụi con đi. Nó có thể là trong tâm trí họ có những suy nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là cuối cùng họ đã dẹp bỏ đi tất cả những suy nghĩ đó, và họ quyết định vâng lời Chúa. Họ làm theo sự chỉ dẫn của Ngài. Và kết quả là như thế nào anh chị em? Ôi, một mẻ lưới chưa từng có. Họ chưa bao giờ có thể kinh nghiệm một cái việc đánh cá và nó trúng được nhiều cá như thế trong cuộc đời của họ. Và tôi nghĩ là họ cũng chưa từng thấy ai đánh cá mà được nhiều như thế. Kinh Thánh nói là lưới gần đất luôn, đúng không anh chị em? Chà, thật là tuyệt vời. Thuyền gần chìm luôn, đúng không anh chị em? Khi mà chất cá lên là thuyền muốn chìm luôn. Quá tuyệt vời. Đó là kết quả của việc nghe và làm theo lời của Chúa, đúng không anh chị? Nếu họ không nghe thì họ chẳng có cơ hội nào. Nhưng nếu họ nghe mà họ không làm theo thì họ cũng chẳng có cơ hội nào. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những con người đó đã nghe và đã làm theo, và họ đã kinh nghiệm một điều quá kỳ diệu trong cuộc đời của họ. Hallelujah. Một lần khác cũng là một câu chuyện có Phi-e-rơ trong đó. Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển, và trong cái đêm khuya như vậy, các môn đồ nhìn thấy có một cái bóng đang đi về phía con thuyền của mình. Mà lúc đó họ tưởng là gì? Họ tưởng là ma. Họ la lên sợ hãi. Và rồi Chúa Giê-xu nói rằng: đó là ta đây, đừng sợ. Và khi nghe tiếng của Chúa thì Phi-e-rơ mới nói thế này: lạy Chúa, nếu đúng là Chúa, xin khiến con đi trên mặt nước mà đến cùng Ngài. Và lúc đó Chúa Giê-xu nói gì? Hãy lại đây. Ở trong Kinh Thánh tiếng Anh chỉ đúng một từ thôi: come. Come cái này, đến này, lại đây. Come, hãy lại đây. Khi lời đó phát ra từ miệng của Chúa Giê-xu, come, đương nhiên lúc đó Chúa không nói tiếng Anh. Tôi đang nói thầy các bạn trong Kinh Thánh tiếng Anh thôi, chứ mà còn nhiều người nói: ủa, xưa Chúa đâu nói tiếng Anh đâu, Chúa Chúa nói cái tiếng Do Thái mà sao hồi xưa nói come. Ý tôi nói là trong cái bản Kinh Thánh tiếng Anh á, dùng cái từ come đó. Thì khi cái lời đó phát ra từ miệng Ngài, Phi-e-rơ đã nghe và ông đã làm theo cái mệnh lệnh đó. Ông đã bước ra khỏi thuyền và ông bước xuống mặt nước. Và tôi xin long trọng tuyên bố ban chiều, Phi-e-rơ đã trở thành con người đầu tiên ở trên đất này, ngoại trừ Chúa Giê-xu trong thân xác con người, từng bước đi trên mặt nước. Ông đã chiến thắng trọng lực. Ông đã kinh nghiệm một điều siêu nhiên. Không ai có thể bước đi trên mặt biển mà không bị chìm xuống, đúng không anh chị? Nếu mà ai tin thử đi. Bữa nào hồi tháng mình đi picnic ở Vũng Tàu hay là Nha Trang gì sau này đó, anh chị em thử thử bước đi trên mặt nước coi có bị chìm không. Tôi nghĩ là sẽ có chuyện xảy ra, một sư quản nhiệm sẽ gặp rắc rối. Và thậm chí là cái bãi biển đó nó sẽ trở nên huyên náo, bởi vì một cái chuyện không hay xảy ra, mọi người sẽ chạy tới để xem một người mà bị uống nước quá nhiều và sắp chết. Có rất nhiều câu chuyện khác ở trong Kinh Thánh. Và tôi lại muốn nói thêm một câu chuyện nữa, là một trong những câu chuyện rất là kỳ diệu. Dân Israel đã được Môi-se dẫn ra khỏi Ai Cập, thoát khỏi ách thống trị của người Ai Cập. Nhưng là có một chuyện xảy ra. Pharaoh lúc bây giờ cảm thấy tiếc nuối, các quần thần cảm thấy tiếc nuối, tụi nó làm
nô lệ cho mình mấy trăm năm, tự nhiên bây giờ để cho nó đi vậy sao? Không được. Dí theo, rượt theo. Và lúc bấy giờ dân Israel đang đi sát biển đỏ rồi, phía trước mặt là biển đỏ, ngay sau lưng là kẻ thù rượt đuổi sát lúc. Chỉ có một yếu tố làm cho kẻ thù không thể nào chạm đến họ, đó là gì anh chị biết không? Sự hiện diện của Chúa, trụ lửa ở trong ban đêm và trụ mây trong ban ngày. Đó là sự phân cách để khiến cho kẻ thù không thể đến và tàn sát họ hay là bắt họ trở về Ai Cập. Cảm ơn Chúa về điều đó. Và rồi Chúa nói với Môi-se rằng, hãy giơ gậy của con lên. Hãy giơ gậy con lên. Môi-se nghe lời đó và Môi-se đã làm theo. Môi-se giơ cái gậy uy quyền của mình lên. Và chuyện gì xảy ra thưa anh chị em? Biển đỏ thì hé ra làm hai. Và rồi dân Israel đã đi xuyên qua biển đỏ như là đi trên đất khô. Thật là tuyệt vời. Và khi dân Israel có thể lên bờ một cách an toàn hết, thì lúc đó quân Ai Cập được phép tràn đến. Tôi nghĩ lúc đó là cái sự ngăn cách được cất bỏ đi, và chúng nó tràn xuống. Và lúc đó Chúa nói với Môi-se là hãy giơ gậy lên lại. Và khi giơ gậy lên lại, chuyện gì xảy ra? Biển đỏ lại tràn lấp đi cùng và vùi thay tất cả những kẻ thù của Israel. Nếu như Môi-se không vâng lời Chúa, nếu như Môi-se nghe lời Chúa mà không làm theo, thì chúng ta có câu chuyện tuyệt vời đó để mà chúng ta đọc ngày hôm nay không? Không bao giờ. Và có rất nhiều câu chuyện khác trong Kinh Thánh, cũng như là ở trong đời sống thực tế của những con người theo Chúa, về những kết quả tuyệt vời của những con người đã nghe và làm theo lời của Chúa. Tại sao tôi giảng sứ điệp này hôm nay? Bởi vì tôi có một sự lo ngại. Tôi lo ngại gì? Tôi đang chuẩn bị cho những loạt bài rất quan trọng trong những ngày tới. Vừa rồi chúng ta đã xong loạt bài giải cứu chữa lành, và sắp tới chúng ta sẽ có loạt bài về ngợi khen thờ phượng. Rồi chúng ta sẽ có loạt bài về hôn nhân gia đình. Rồi chúng ta sẽ có loạt bài về tài chính kinh tế. Những loạt bài rất quan trọng mà lòng tôi cưu mang, lòng tôi ấp ủ. Nhưng bây giờ tôi có một sự lo ngại. Tôi ngồi lại và tôi suy nghĩ, mình đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian và công sức, mình đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để mình chuẩn bị cho dân sự của Chúa những thức ăn thuộc linh này. Và thậm chí nếu cần thiết, mình có thể chấp nhận mất mạng để có thể làm những điều này. Nhưng liệu họ có nghe và làm theo lời không? Liệu họ có trân trọng những gì mà mình cung ứng cho đời sống họ không? Hay là họ trở nên khinh lợn? Và như vậy thì tôi không muốn chút nào cả, bởi vì tôi cảm thấy công sức của mình đổ ra thật là vô ích, giống như giả tràng xé cát biển đông vậy đó. Anh chị em có bao giờ thấy những con giả tràng nó làm việc đó trên bãi biển chứ? Chúng ta nghe cái thành ngữ là giả tràng xé cát biển đông. Và nếu như chúng ta đi tắm biển, chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy những con giả tràng nó làm điều đó, và cái hiện tượng nó xảy ra, thì chúng ta rất là hiểu được cái ý nghĩa của câu đó. Tôi đã nhìn thấy những con giả tràng ở trên bãi biển Vũng Tàu và trên nhiều bãi biển khác. Những con giả tràng đó rất là chăm chỉ. Tôi nghĩ là 24/24 tụi nó cứ làm cái điều đó thôi. Và nó cứ xe cát, những cái đụng cát nó đụng lên nhỏ, anh chị em đi trên bãi biển thấy có những cái khoảng mà nó có những cái đụng cát nhỏ đó là do những con giả tràng nó làm, phải không? Chi chít trên bãi biển, chúng nó rất là siêng năng, chúng nó rất là chăm chỉ. Nhưng rồi chỉ một đợt sóng tràn đến, tất cả tan biến. Tôi không muốn mình giống như một con giả tràng xe cát biển đông. Cho nên hôm nay tôi gửi đến dân sự của Chúa sứ điệp này với lời nhắn nhủ là, nếu yêu Chúa, yêu mục sư của mình và yêu chính cuộc đời của mình, muốn cuộc đời của mình được ích lợi, thì đừng lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. Amen con chị em. Hãy nghe và làm theo lời, vì chính ích lợi của cuộc đời anh chị em, hãy nghe và làm theo. Tôi đã giảng rất nhiều bài giảng, những bài giảng được đăng ở trên mạng internet, và cũng có những bài giảng mà chưa bao giờ được đăng trên mạng internet, bởi vì đơn giản lúc bây giờ là lúc sơ khai, không có cái gì để quay video lại, không có cái gì để thu âm cả. Nhưng anh chị em đã từng nghe, và tôi ước ao rằng tất cả
những bài giảng dựa trên lời Chúa trong Kinh Thánh mà tôi đã công bố cho anh chị em với tất cả đức tin, với tất cả hy vọng, với tất cả tình yêu thương đó sẽ không trở nên vô ích. Tôi muốn nhìn thấy đời sống của anh chị em đứng vững ở trong Chúa. Tôi muốn nhìn thấy đời sống của anh chị em được bình an, được vui vẻ. Tôi muốn nhìn thấy đời sống của anh chị em được chữa lành, được khỏe mạnh. Tôi muốn nhìn thấy anh chị em được thành công giữa cuộc đời này. Anh chị em trở thành những con người đắc thắng. Và tôi càng muốn nhìn thấy anh chị em trở thành những công cụ sắc bén trong tay của Chúa để đem sự giúp đỡ đến cho những con người xung quanh anh chị em. Hãy dành một phút, một phút để suy nghĩ lại toàn bộ cuộc đời của mình bây giờ này. Chúng ta đã sống như thế nào? Với tư cách là một cơ đốc nhân, với tư cách là một con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta đã sống như thế nào? Chúng ta đã có những kết quả gì trong cuộc đời của chúng ta cho đến giây phút này? Hãy thật sự suy nghĩ. Đừng tự biến mình thành những con người của tôn giáo để rồi chúng ta cứ đến rồi đi, đến rồi đi, đến rồi đi mà chẳng có gì hay ho xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta được con người khen tặng là con chiên ngoan đạo, là tín đồ trung tín, vân vân và vân vân. Nhưng nếu chúng ta trung thực đủ, nếu chúng ta chân thành đủ, nếu chúng ta khiêm nhường đủ, thì có đôi lúc chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta chỉ là một miếng giả đất, chẳng có gì để tự hào, chẳng có gì để vinh báo. Tôi ước gì tất cả chúng ta đều học được sự khiêm nhường thật. Bởi vì chính sự khiêm nhường thật là một trong những yếu tố quan trọng để giúp cho một người nghe và sẵn sàng làm theo lời của Đức Chúa Trời. Amen con chị. Chính sự kiêu ngạo ngấm ngầm ở trong chúng ta, nó ngăn trở chúng ta, nó khiến chúng ta khó lòng làm theo lời của Đức Chúa Trời. Đó là lý do vì sao tôi có một cái định nghĩa về sự kiêu ngạo và sự khiêm nhường, nó rất là đơn giản thôi. Và tôi tin nó chính xác và không ai cãi được đâu. Nhiều người có những định nghĩa khác nhau, tôi không thể nào kể hết được. Nhưng đối với tôi định nghĩa thế này: người kiêu ngạo là người nghe lời Đức Chúa Trời và không bao giờ có ý định làm theo. Còn người thật sự khiêm nhường là người mà mỗi khi nghe lời của Đức Chúa Trời thì luôn khao khát làm theo lời của Đức Chúa Trời và rất dễ dàng để đi đến một quyết định để làm theo lời của Đức Chúa Trời. Thôi, định nghĩa đơn giản vậy thôi. Ok, anh chị có quyền đồng ý và không đồng ý, nhưng đó là định nghĩa của tôi. Đó là những gì tôi học được trong suốt quá trình tôi đi theo Chúa. Và tôi nói với anh chị em rằng sự kiêu ngạo, và đặc biệt là sự kiêu ngạo thuộc linh đó, nó là một sự ngăn trở rất lớn khiến chúng ta khó lòng làm theo lời chân chính của Đức Chúa Trời. Cái sự kiêu ngạo thuộc linh là như thế nào? Tôi biết có những người kiêu ngạo thuộc linh, đó là họ luôn nghĩ rằng mình là người hiểu biết lời của Chúa, mình là người đức tin mạnh mẽ, mình rất ổn trong đời sống thuộc linh, mình không có vấn đề gì hết. Họ luôn nghĩ là mình vượt trội hơn người khác, mình luôn đúng hơn người khác, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Chỉ là ảo tưởng. Họ nghĩ rằng họ hiểu lời Chúa trong chỗ đó, nhưng mà trong thực tế thì họ đã hiểu sai. Tôi biết có nhiều người hiểu sai mà cứ tưởng mình hiểu đúng. Chẳng hạn như những cái người mà nói là ngày hôm nay Chúa không còn làm phép lạ nữa đó anh chị em. Họ đâu có nghĩ là họ hiểu sai đâu. Thậm chí họ là những người mà rất ảnh hưởng ở trong cộng đồng cơ đốc, nhưng mà họ đứng trên bục giảng, họ bận đồ vest, họ thắt cà vạt, nhìn họ rất là bệ vệ, nhìn họ rất là trang trọng, nhìn họ rất là trí thức, nhìn họ có vẻ đầy hiểu biết. Nhưng mà họ bắt đầu nói rằng ngày hôm nay Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ nữa. Họ không hề nghĩ rằng họ hiểu sai. Nhưng trong thực tế, nếu chúng ta thật sự đọc lời của Đức Chúa Trời và chúng ta đối chiếu với thực tế cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta không thể nào cho phép mình kết luận rằng ngày hôm nay Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ nữa. Đúng không anh chị em? Đúng không? Nếu ngày hôm nay Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ nữa, vui lòng đừng thiết lập bất cứ một ban truyền giáo nào. Đừng kêu gọi ai ra đi rao truyền phúc âm. Vì tôi nói cho anh chị em nghe điều này, phép lạ lớn nhất là khi một con người lắng nghe lời Chúa mà có thể từ bỏ những niềm tin sai lạc của mình để đặt trọn đức tin nơi Chúa và trở nên con cái Chúa, thì đó là phép lạ lớn nhất, chứ không phải là phép lạ chữa lành bệnh ung thư. Con amen với tôi sao? Amen. Có
có những chuyện đáng amen, amen thật lớn chứ. Đừng đỡ ra như thế. Nếu như Chúa Trời không còn là phép lạ nữa thì đừng có đi truyền giáo chứ. Tại vì đối với tôi, phép lạ lớn nhất là khi chúng ta bằng cách nào đó có thể xoay chuyển được tấm lòng của một con người, để từ cái trạng thái tiêu cực họ chuyển qua tích cực, đúng không chị? Từ cái trạng thái của địa ngục họ chuyển qua cái trạng thái của thiên đàng. Amen con chị. Đó là phép lạ lớn nhất. Và rồi sẽ có những phép lạ khác nữa, nó nhỏ hơn. Phép lạ chữa lành bệnh ung thư, phép lạ chữa lành bệnh câm niết bẩm sinh, phép lạ chữa lành những người bại liệt, phép lạ chữa lành những người mù, phép lạ chữa lành những người bị các chứng bệnh khác nhau mà chúng ta không thể nào có thể thống kê được. Phép lạ của sự chu cấp, nhiều loại phép lạ. Và thậm chí tôi nói với anh chị em có những phép lạ mà tôi cam đoan với anh chị em rằng một số người ở trong đây và thậm chí nhiều người trong đây chưa từng kinh nghiệm. Nếu mà nói về phép lạ chữa lành thì có thể nhiều người chúng ta đã kinh nghiệm rồi. Nhưng mà có bao nhiêu người đã thật sự kinh nghiệm phép lạ với chiếc xe của mình? Có bao nhiêu người đã thật sự kinh nghiệm phép lạ với laptop của mình? Có bao nhiêu người đã thật sự kinh nghiệm phép lạ với những loại máy móc khác nhau của mình? Tôi đã từng nghe một số anh chị em có làm chứng về điều đó, nhưng con số đó là hiếm hoi. Hay là có bao nhiêu người đã từng kinh nghiệm phép lạ với vật nuôi của mình, với cây trồng của mình? Có bao nhiêu người, tôi nói với anh chị em rằng Chúa có thể làm rất nhiều phép lạ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi đã từng chứng kiến những con chó mà nó sắp sự chết, nó hấp hối rồi, nhưng khi mà cầu nguyện cho nó với tất cả đức tin và lòng yêu thương của mình dành cho nó nữa, thì nó đứng dậy và nó ngoan ngoãn đuôi trong sự vui mừng, nó chạy đi và nó tiếp tục sống. Không phải với chó của tôi mà kể cả với chó của người khác cũng vậy nữa. Rồi cá cũng vậy nữa. Cá đã lửa bụng ra chết, và sau khi cầu nguyện và được Chúa thúc giục để công bố những lời của đức tin, thì con cá nó bắt đầu quẩy đuôi và nó lật lại, nó không còn lửa bụng nữa và nó trở thành một con cá sống. Rồi nhiều khi cái xe của mình rõ ràng cái tình trạng hỏng hóc đó thì chỉ có thể đi đến một thợ sửa xe để rồi người ta sửa lại thôi, nhưng mà giữa đường giữa xá không có một phương tiện nào cả, không biết phải làm gì cả, rõ ràng nó hư, nó là một đống đó. Mình đã cố hết sức mà làm đủ mọi thứ mà nó không hoạt động. Nhưng rồi Chúa nhắc cho mình nhớ rằng Chúa có thể can thiệp vào hoàn cảnh này, Chúa có thể làm phép lạ. Và rồi mình quyết định đặt đức tin nơi Chúa, mình quyết định cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ. Và bởi sự thúc giục của Chúa, mình kinh nghiệm, mình thấy là có một cái sự xác chứng rằng Chúa nhất định sẽ làm, và mình mạnh dạn mở miệng đã công bố trong danh Chúa Giêsu Christ, và rồi chiếc xe hoạt động theo một cách mình không lý giải nổi. Cảm ơn Chúa. Rồi máy giặt cũng vậy, rồi tủ lạnh cũng vậy, rồi laptop cũng vậy. Ồ, tuyệt vời quá thưa anh chị. Chúa của chúng ta rất là tuyệt vời. Chỉ cần chúng ta chịu lắng nghe lời của Ngài, chỉ cần chúng ta chịu tin lời của Ngài, chỉ cần chúng ta chịu thực thi lời của Ngài, thì chúng ta nhất định sẽ kinh nghiệm rất nhiều phép lạ, rất nhiều điều kỳ diệu trong cuộc đời của chúng ta. Tôi nói cho anh chị em nghe nè, nhiều người trong chúng ta thật là vô lý, nhiều người trong chúng ta thật là mâu thuẫn. Chúng ta luôn mở miệng ra nói là yêu Chúa, kính sợ Chúa, tin cậy Chúa hết lòng, nhưng trong thực tế chúng ta đã tự tố cáo rằng mình không phải là con người như mình nói. Tại sao? Tại vì tôi quan sát, tôi thấy chúng ta thật sự tôn trọng lời của bác sĩ nhiều hơn là lời của Chúa. Chúng ta tôn trọng lời nói của một người nào đó nhiều hơn là lời của chính Chúa. Và chúng ta thường xem lời của bác sĩ, kết luận của bác sĩ là kết luận cuối cùng. Từ đó dẫn đến những sự lo lắng, những sự sợ hãi ở trong đời sống của chúng ta, hoặc là chúng ta sẽ làm theo những giải pháp, cuối cùng nó đem đến những cái điều tồi tệ cho chính thân thể của chúng ta. Để tôi nói cho anh chị nghe, cái chuyện mà bác sĩ xét nghiệm sai, xét nghiệm lầm á, là cái chuyện nó quá bình thường ở trong cái đất nước này, đúng không anh chị? Chúng ta hãy tự quyết định đi. Chúng ta có nên nghe lời con người và chúng ta tôn trọng lời của con người, chúng ta tin vào lời con người hơn là lời của Chúa không? Chúng ta hãy quyết định đi. Chúng ta có nên làm theo lời con người hơn là làm theo lời của Chúa không? Có một lần nọ, chúng ta biết cái câu chuyện đó đúng không? Fierre và Giang đã bị lôi đến trước tòa công luận. Lúc bấy giờ, hai ông cùng với các sứ đồ đã được Chúa dùng để rao truyền danh Chúa một cách rất mạnh mẽ và hiệu quả, và rất nhiều người tin theo, rất nhiều người đã tiếp nhận Chúa Giêsu, rất nhiều người đã trở thành Cơ Đốc nhân, và điều đó gây sự chấn động. Và thế là người ta bắt họ đến trước tòa công luận, và giới lãnh đạo Do Thái giáo lúc bấy giờ
mới nói với họ rằng không có được nhân danh Chúa Giêsu Christ để tiếp tục rao giảng để làm những công việc đó nữa. Thì lúc đó họ đã nói gì? Họ đã nói gì? Chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời con người. Chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời con người. Amen. Sao ông ấy đã nói như vậy? Điều đó có nghĩa là gì? Cái lời của các ông không có giá trị bằng lời của Chúa mà chúng tôi thờ phượng. Amen. Có chuyện? Chúng tôi không muốn làm theo lời của các ông. Nếu có làm theo thì chỉ trong trường hợp lời của các ông nó hoàn toàn trùng khớp với lời của Chúa, đúng không? Nó đúng với lời của Chúa thì chúng tôi mới có thể làm theo. Còn nếu nó nghịch với lời của Chúa, nó lệch với lời của Chúa thì chúng tôi không làm theo. Amen con chị em. Như vậy thì chúng ta phải thống nhất với nhau rằng lời của Chúa phải được tôn cao nhất ở trong cuộc đời của chúng ta, chứ không phải lời con người hay bất cứ lời của ai. Amen con chị em. Lời của Chúa. Và chúng ta không chỉ nghe lời của Chúa, chúng ta cần phải lòng dạng lòng rằng chúng ta phải đi ra và thực thi lời của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, trong từng lĩnh vực mà chúng ta nghe. Amen. Amen. Nếu như tất cả mọi người đều làm theo tinh thần này thì cuộc sống này thật tốt đẹp biết bao. Chắc nó sẽ nhanh chóng trở thành thiên đàng trên đất mất. Tôi nói vui khi tôi gắn chữ mất mà. Nó sẽ nhanh chóng trở thành thiên đàng trên đất. Bởi vì cái mỗi một lĩnh vực chúng ta học từ lời của Chúa mà chúng ta tin với tất cả tấm lòng, chúng ta làm theo, thì cuộc sống này nó sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp. Nó đâu có những cái khó khăn như chúng ta đối diện đâu. Nếu như một người đang phạm tội ngoại tình, một hôm bước đến điểm nhóm, nghe ông mục sư giảng một bài giảng có liên quan đến vấn đề ngoại tình, được Chúa nhắc nhở trong lòng và biết được mạng lệnh của Chúa rằng mình không được ngoại tình, mình phải từ bỏ cái tội ngoại tình, tội tà dâm đó, mà mình phải trở về để hiệp với vợ mình trong cái tinh thần yêu thương và chuẩn bị. Nếu như người đó nghe được lời đó và người đó làm theo thì chuyện gì xảy ra? Chấm dứt tội ngoại tình thôi, đúng không? Và trở về nhà ăn năn với Chúa và xin lỗi vợ của mình, và rồi hết lòng yêu thương vợ, chung thủy với vợ, có trách nhiệm với vợ, với con, với gia đình, thì cuộc sống gia đình đó tốt đẹp biết bao nhiêu, đúng không anh chị em? Đáng tiếc là trong cuộc sống thực tế của chúng ta, và thậm chí giữa lòng các hội thánh, vẫn còn có quá nhiều người tấm lòng cứng cỏi, tấm lòng kiêu ngạo. Họ có nghe lời Chúa, thậm chí nghe rất nhiều, họ nghe rất đủ, họ nghe quá đủ, nhưng nan đề của họ là họ không có ý định làm theo. Và kết quả là người ta tiếp tục ngoại tình. Có những người đang bận rộn với một cái điều gì đó, rất là bận rộn. Nếu xét về mặt xã hội thì không ai có quyền nói rằng người đó làm sai, bởi vì xét cho cùng đó là một công việc lương thiện thôi. Nhưng cái nan đề ở chỗ là vì cái công việc mà người đó cho là lương thiện đó mà người đó đã mất quá nhiều thời gian từ sáng cho đến tối, đến nỗi không thật sự có đủ thì giờ trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và Chúa đã ban lời của Ngài qua các tôi tớ của Ngài, có những sứ điệp nói rằng chúng ta cần phải ưu tiên cho mối tương giao, mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Và nếu như người đó thật sự lãnh hội được sứ điệp đó, thật sự tin lời của Chúa và có một quyết định trong lòng rằng tôi sẽ làm theo lời Chúa, thì người đó sẽ trở về và điều chỉnh lại công việc đó, hoặc là loại bỏ nó hoàn toàn để thay thế bằng công việc khác phù hợp hơn, hoặc là điều chỉnh trong chính công việc đó để đảm bảo rằng mình sẽ có đủ thời giờ cần thiết để bước vào mối tương giao với Chúa mỗi ngày, và cuộc sống người đó chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Người đó sẽ bình an, người đó sẽ vui vẻ, người đó sẽ ăn ngon, người đó sẽ ngủ ngon, người đó sẽ được phước của Chúa. Nhưng nan đề ở chỗ rằng có những con người tương tự như vậy, sau khi nghe bài giảng ấy họ vẫn trở về nhà, họ vẫn tiếp tục làm công việc đó theo cách đó, với thời lượng đó, vẫn bỏ ra quá nhiều cái công sức đó, vẫn hao tâm tổn sức cho nó, và vẫn tiếp tục không có thì giờ cho Đức Chúa Trời. Tôi thấy tiếc cho những con người như vậy. Có ai đó đang ngồi ở bên dưới kia, hoặc là có ai đó sẽ xem video của chúng tôi trên mạng internet, là những con người mà đang mang trong lòng sự cay đắng, thậm chí sự căm ghét và thù hận. Lời của Chúa qua tôi tớ của Chúa đã nhắc nhở họ rằng họ cần phải khước từ tất cả những cái sự cay đắng, thù hận, căm ghét đó, từ cái linh của sự cay đắng cho đến những cảm xúc và những tư tưởng của sự cay đắng, của sự căm ghét, thù hận. Tất cả những thứ đó cần phải bị loại bỏ hết, và họ cần phải nhân danh Chúa Giêsu Christ để công bố tha thứ cho người đã làm họ bị tổn thương.
Nhưng có bao nhiêu người sau khi nghe điều đó thật sự trở về nhà với một quyết định? Thưa Chúa, con quyết định vâng lời Ngài. Con sẽ không để cho sự cay đắng còn ở trong con thêm một giây nào nữa. Con sẽ không để cho sự căm ghét thù hận còn ở trong con thêm một giây nào nữa. Con sẽ không để cho sự không tha thứ còn tồn tại trong con thêm một giây nào nữa. Thưa Chúa, con quyết định vâng lời Chúa. Và cuối cùng người đó mở miệng ra: nhân danh Chúa Giêsu Christ, con tha thứ cho Nguyễn Văn An về việc này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, con tha thứ cho Trần Thị B về việc kia. Có bao nhiêu người nghe và quyết định làm theo lời Chúa như vậy? Tôi không tin là có nhiều người. Bởi vì nếu có nhiều người thì Cơ Đốc giới Việt Nam chúng ta hiện giờ tốt đẹp biết bao. Các mối quan hệ trở nên tốt đẹp biết bao. Sự hòa bình sẽ tiếp tục lan tỏa từ nơi này đến nơi khác, đúng không? Nhìn vào thực tế, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kết luận rằng không có nhiều người nghe và làm theo. Không có nhiều người nghe lời Chúa và sẵn sàng ném bỏ, vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến sự cay đắng, căm ghét, thù hận ra khỏi tấm lòng của mình. Không có nhiều người như vậy. Đó là lý do vì sao còn nhiều xung đột, còn nhiều chiến tranh trong các mối quan hệ ngay giữa lòng Cơ Đốc giới. Và đó là nỗi đau của những con người có sự cứu mạng. Tín đồ cay đắng mục sư, mục sư cay đắng tín đồ, mục sư cay đắng mục sư, tín đồ cay đắng tín đồ, vợ chồng cay đắng nhau, cha mẹ cay đắng con cái, con cái cay đắng cha mẹ, anh chị em trong gia đình cay đắng nhau, anh chị em trong hội thánh cay đắng nhau, vân vân và vân vân. Tôi ước gì sẽ có thêm những con người lắng nghe một cách cẩn thận và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Không lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. Cách đây vài hôm tôi có nói vui với vợ tôi. Bởi vì bữa đó tôi có đề nghị vợ tôi ăn một số món ăn mà tôi thấy là nó tốt cho sức khỏe của vợ tôi, nó cần. Thì lúc đó vợ tôi mới nói thế này: vợ không ăn đâu, vợ không thích ăn. Tôi mới cười, tôi nói: vậy là cái bài giảng chuyện ăn uống của chồng hôm trước nó không có tác dụng gì sao? Tôi mới vừa giảng cái bài chuyện ăn uống đó mà. Nhưng bây giờ thì vợ của tôi nói rằng vợ không ăn đâu, vợ không thích ăn. Mà trong khi đó tôi giảng rất là rõ ràng đó, đúng không? Những người trưởng thành sẽ không có khuynh hướng làm theo ý thích của mình, đúng không? Nhưng mà những người trưởng thành sẽ ưu tiên để làm những gì mình phải làm những gì mình nên làm và làm những gì mình cần làm. Đó là biểu hiện của những người trưởng thành. Một lần nữa tôi nhắc cho anh chị em nhớ, nếu anh chị em nghe ai đó tối ngày thì nói về ý thích của mình và làm theo ý thích của mình thì đó là một người chưa đủ trưởng thành. Thật sự tôi thỉnh thoảng hay chia sẻ những cái câu chuyện nho nhỏ của gia đình chúng tôi, nó rất thực tế, bởi vì tôi mong là các gia đình khác bắt gặp mình ở trong đó để từ đó chúng ta rút ra một cái bài học. Thật ra thì vợ tôi là người rất là mềm mại để đón nhận lời của Chúa, cho nên lúc đó thì nói theo cái bản năng của mình thôi. Nhưng mà khi tôi nhắc nhở thì cuối cùng vợ tôi đồng ý ăn những thứ đó, và tôi cảm ơn Chúa. Đó là một người mà đã nghe và làm theo lời của Chúa. Amen con chị em. Có đôi khi vì lý do nào đó chúng ta nghe mà chúng ta chưa làm theo ngay, nhưng mà Chúa có ân điển của Chúa, Chúa dùng người này người kia, Chúa dùng cách này cách nọ để thuyết phục chúng ta, và rồi cuối cùng chúng ta làm theo. Cái điều đó là điều quan trọng. Cuối cùng hãy làm theo lời của Chúa. Amen con chị em. Amen. Cảm ơn Chúa, cuối cùng vợ của tôi đã nghe lời của tôi và đã ăn những cái món ăn mà nó rất cần cho sức khỏe của vợ tôi, mặc dù vợ tôi không thích cái món đó. Tôi cảm ơn Chúa về điều đó, thưa anh chị. Hallelujah. Chúng ta đã nghe rất 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 nhiều sứ điệp khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau, từ chuyện dân hiến cho đến chuyện chữa lành, cho đến những vấn đề trong hôn nhân gia đình và nhiều lĩnh vực khác nhau nữa. Và tôi ước ao rằng mỗi một khi nghe lời của Chúa thì anh chị em có những ý định đúng trong đầu của mình. Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải suy nghĩ là đây là một vinh dự, đây là một vinh hạnh, đây là một đặc ân cho đời sống của chúng ta khi chúng ta được nghe lời của Chúa một cách miễn phí. Amen con chị em. Tại sao tôi dám nói vậy? Anh chị em hãy quan sát những gì đang xảy ra trong xã hội đi. Anh chị thấy những người bên ngoài, những người không có Chúa không? Tôi thấy họ thật đáng thương. Họ đã bỏ ra rất nhiều tiền để chạy đến với giống thầy bói, đúng không? Họ đã bỏ ra rất nhiều tiền để chạy đến với những tư tế của ma quỷ, gọi là thầy này thầy nọ thầy kia, nhưng thực chất là những tư tế của ma quỷ
để cho họ những cái lời gọi là tiên tri bói toán gì đó, rồi cho họ những lời khuyên gì đó, rồi hoặc là cho họ những cái lời cầu khấn gì đó, vân vân đủ thứ. Nhưng mà chúng ta đã thấy quá nhiều tin tức được đăng tải ở trong các phương tiện thông tin đại chúng rằng những con người đó bị tiền mất tật mang, có những người đã mất hàng trăm triệu, có những người đã mất hàng tỷ, có những người mất nhiều hơn, và thậm chí có những người mất mạng khi mà nghe theo những điều đó, đúng không anh chị ấy? Có những người đã mất đi sức khỏe của họ khi mà nghe theo những điều đó. Có những người đã nghe ai đó nói rằng bây giờ muốn trị cái bệnh đó thì đi đến ông thầy bùa đó, rồi họ nghe theo và họ đến gặp thầy bùa đó, họ phải trả tiền cho cái cuộc gặp gỡ đó. Rồi thầy bùa đó bắt đầu nói những cái lời ma mị gì đó, cho những cái lời khuyên nó toàn là thứ ma thứ quỷ gì đâu không ạ. Rồi sau đó thậm chí có những người đã bị đánh đập. Ông thầy bùa đó trong cái phương pháp của ông nhiều khi dùng roi gì đó, rồi tẩm nước tiểu gì đó, rồi tẩm ớt tẩm gì đó, rồi đánh vô nó là để trục xuất ma quỷ gì đó tùm lum hết. Có nhiều người đã bị chết trong những cái việc mà bị đánh đập như vậy. Có nhiều người đã bị thương, có nhiều người đã bị tồi tệ hơn về vấn đề sức khỏe của họ. Cuối cùng là tiền mất tật mang. Và thậm chí câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi rời khỏi ông thầy bùa đó thì số phận họ tồi tệ hơn. Và rồi gia đình của họ mới nói với nhau là có lẽ chúng ta tìm chưa có đúng chỗ đó. À, có lẽ là có những ông thầy bùa cao tay hơn. Và họ hỏi thăm. Và cuối cùng họ dò la tin tức và biết được có một ông thầy bùa khác cao tay ấn hơn. Rồi họ tới. Nhưng mà không có chuyện gì được giải quyết. Thay vào đó là cái số phận càng ngày càng tồi tệ hơn của nạn nhân. Và chúng ta biết rằng mỗi một lần một nạn nhân được đưa đến cho một tư tế của ma quỷ, chẳng hạn như một thầy bùa, thì á, cái số phận càng ngày càng tồi tệ hơn. Nếu người đó đang có quỷ ở trong đó thì xin thưa với anh chị em rằng ông thầy bùa đó không thể nào đuổi được con quỷ đó ra. Người ta tưởng là con quỷ đó đã bị đuổi ra ngoài. Có những cái hiện tượng xảy ra làm cho người ta kết luận như vậy, nhưng kỳ thực không phải. Có đôi khi nó chỉ là một sự hoán đổi vị trí thôi, giống kiểu giao ca vậy đó. Thì tới nếu mà ông thầy bùa đó đang thờ một con quỷ lớn hơn, có nghĩa là được hậu thuẫn bởi một con quỷ lớn hơn, thì có thể trục xuất được cái con quỷ nhỏ kia. À, và cuối cùng cái con quỷ lớn nó ngồi chém chệ trong đời sống người đó, và cái số phận nó còn tồi tệ hơn. Anh chị em thấy không, người ta quỳ lại xì sụp trước một cái mà người ta gọi là xá lợi tóc, mà kỳ thực ở trên mạng phanh phui ra nó chỉ là một cái loại thực vật mà những người ở trên mạng internet cũng có thể kiếm được cái gì chang như vậy. Mà người ta đã dân, thậm chí có người dân hàng trăm triệu, hàng tỷ vào trong cái chuyện vớ vẩn đó. Thấy chưa anh chị? Rồi còn nữa, người ta kháo với nhau như thế nào? Người ta nói là cái ngày 10 tháng giêng là ngày vía ông thần tài gì đó, đúng không? Và mọi người đổ xô nhau đi mua vàng. Từ 3 giờ sáng, người ta xếp hàng ở các tiệm vàng. Và năm nay vì kinh tế xuống cho nên cái số người đến hơn, bởi vì không còn tiền để mua. Chứ còn mấy năm khác là đầy người. Các tiệm vàng như là My Hồng ở trong thành phố này thì thôi rồi luôn. Hoặc như là từ 3 giờ sáng những hàng người xếp dày đặc và chờ đợi đến lượt mình để mua vàng. Mà vàng á lúc đó người ta hét giá là rất là cao. Và tôi nghe một cái ông đó từ phỏng vấn, ông nói này: tôi biết là cái ngày này vàng là rất là cao, nhưng tôi không quan tâm, bao nhiêu cũng được á, miễn là mua được vàng càng sớm càng tốt trong ngày này để cả năm nó hên, để mà mình có nhiều vàng mình ăn nên làm ra gì đó. Nhưng mà trong thực tế có đúng vậy không anh chị? Có đúng là nhờ sắp hàng nha, đi mua vàng đó mà dân Việt Nam trở nên giàu có không? Có không? Không hề. Chúng ta thấy càng ngày tình hình kinh tế càng tồi tệ, biết bao nhiêu người đói khổ, đúng không? Còn những người nào mà họ có thành công đi nữa thì tôi nghĩ là vì cái chiến lược kinh doanh hợp lý của họ, vì những cái sự khôn ngoan trong vấn đề kinh doanh, cái cách thức kinh doanh nó tốt thế nào đó thì thành công, đúng không? Tôi thấy nhiều khi người ta để cái tượng ông thần tài ông địa như hai ông đó là hot nhất ở Việt Nam, là coi như là thật ra tôi nói thẳng với anh chị em, tôi nói thẳng trước công chúng luôn, và tôi nói cái này chẳng có cái gì mà phải sợ ai ném đá hết. Cái này là sự thật mà mọi người phải suy nghĩ lại. Chẳng có một ai mà kính trọng ông địa với ông thần tài cả, tất cả đều lợi dụng hai ông đó. Tôi nói thẳng một câu vậy luôn, tôi sẽ chứng minh. Nếu mà ai cự cãi ở trong đây, cự cãi ngoài kia, cự cãi bất cứ ai, tôi sẽ chứng minh ngay. Tôi sẽ dẫn ngay tới cái chân cầu Sài Gòn, ở đó có một khu của những ông địa và ông thần tài bị sa thải. Mọi người có đi có thấy không? Mọi người đi qua quận 2 đúng không? Nếu mà từ hướng quận 2 mà chạy vào Bình Thạnh á, đi qua cầu Sài Gòn thì bên tay phải tôi chỉ cho mốt tới đó mà tham quan cái khu đó. Khu đó khó lắm. Đây là thấy toàn là mấy cái bàn thờ ông địa ông thần tài bị sa thải không? Lý do tại sao? Hết linh.
Mà hai ông đó là thường được người ta xin số để cá độ bóng đá. Nhiều người đã tới ngủ ngay chỗ cái bức tượng đó, con Nguyễn với hai ông đó là để cho con số. Rồi khi mà cho số là dậy đánh đề, đánh đề xong là tán gia bại sản luôn, không có trúng đâu hết. Chúng ta thấy người ta không hề có sự hiểu biết và tôn kính gì cả, nhưng thật ra tất cả đều chỉ lợi dụng và lợi dụng thôi. Tôi thấy đáng thương, nếu mà có hai ông đó thiệt thì thật là đáng thương. Mà nếu có hai ông đó thiệt thì hai ông đó là vô năng vô quyền, đúng không? Tại vì sao? Tại vì người ta đã đối xử rất là tồi tệ. Tôi xin lỗi chứ nhiều khi chè thiêu rồi cũng chỉ bưng đi nữa, cứ để nó hoài rồi nó bu tùm lum. Mà tôi thấy cái cảnh này nè, mấy anh thợ sửa xe hay làm, tôi là cái người mà hay để ý cuộc sống, cho nên nhiều khi tôi đi sửa xe, tôi nhớ lúc trước khi mà chạy xe sang á, nhiều khi xe nó bị hư nó chết bu ri hay này nọ, tôi đẩy đến tiệm sửa xe thì tôi thấy mấy cái anh thợ sửa xe hay làm này nè, ảnh đi ra ảnh lượm cái đầu lọc thuốc á, không được cái đứa thuốc luôn nha. Có nhiều người thì cắm cái đứa thuốc vô cái cây nhang rồi cúng con điện thần tài để ngày hôm đó là làm ăn được này là đối thứ. Mà tôi thấy rõ ràng trước mắt tôi nhiều lần, như phải một lần người ta lượm cái đầu lọc thuốc á, người ta cắm vô ở trong cái cây nhang đó. Anh chị em cứ nghĩ đi, nếu mà mấy ông đó thật sự là có thì ít ra mà ông phải có lòng tự trọng chứ, đúng không? Sao ông để người ta chà đạp mấy ông thê thảm vậy, đối xử cái tồi tệ vậy, đúng không chị em? Rõ ràng đó. Có thể nói theo cái ngôn ngữ của người ngoài cũng may cho họ đó, là chỉ là mấy cái bức tượng vô tri vô giác chứ không, họ bị bẻ cổ chết hết rồi. Tại vì bất kính quá mà, đúng không? Họ chỉ lợi dụng, họ chỉ buông thần bán thánh thôi. Chúng ta thấy đó, hãy tạ ơn Chúa vì chúng ta đang có những điều tốt nhất ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời và tất cả đều miễn phí cho chúng ta. Trong khi người ngoài họ phải bỏ biết bao nhiêu tiền bạc, từ những số tiền nhỏ cho đến những số tiền lớn, để họ có những cái điều vô nghĩa trong đời sống của họ, đúng không? Và thậm chí nó chỉ tích lũy những tai họa thôi. Còn chúng ta có quá nhiều điều tuyệt vời ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và tôi nhắc lại một lần nữa, cái điều có giá trị nhất, tuyệt vời nhất, nền tảng nhất cho cuộc đời của chúng ta chính là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta được nghe miễn phí, có một sư nào bắt chúng ta trả tiền khi mà ông giảng cho chúng ta nghe không? Nếu có làm ơn đến nói cho tôi biết, để mà tôi làm việc là đến nói chuyện với một sư đó như thế nào để khuyên ổng, chứ không mà mắc công với Chúa Trời trừng phạt đó, đúng không? Tất cả các tôi tớ thật của Chúa đã rao giảng bằng tất cả trái tim của mình, và tất cả đều miễn phí, với một lòng mong muốn rằng những người nghe sẽ hiểu, sẽ tin, sẽ làm theo lời của Chúa và được ích lợi, được phước trong cuộc đời của mình. Amen. Con chị em, chúng tôi rao giảng để nhìn thấy những người bệnh được chữa lành, chúng tôi rao giảng để nhìn thấy những người bị ma quỷ trói buộc trong các lĩnh vực được tự do khỏi những sự trói buộc đó, chúng tôi rao giảng để có thể nhìn thấy những người thiếu thốn khó khăn được Chúa cấp và có một đời sống, kể cả đời sống tài chánh, trở nên ổn định hơn và thậm chí dư dật để làm những việc lành. Amen con chị em. Chúng tôi rao giảng để nhìn thấy những gia đình hạnh phúc, chúng tôi rao giảng để nhìn thấy những con người đầy khởi sắc, những con người thật sự có giá trị, có ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời, những con người mà Chúa sẽ sử dụng như những công cụ sắc bén trong tay của Ngài để đem sự giúp đỡ, để đem tình yêu của Chúa đến cho biết bao nhiêu con người ở ngoài kia. Và chúng tôi chỉ ước ao anh chị em không bao giờ còn trở thành những con người lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình nữa. Chúng tôi ước ao tất cả những người đang ngồi trong căn phòng này lắng nghe lời Chúa, cũng như những người nghe lời Chúa trên mạng Internet, sẽ có một quyết định trong lòng rằng tôi nhất định sẽ thực thi lời Chúa mà tôi đã nghe hôm nay. Amen con chị em. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa thật là tuyệt vời. Và tôi ước ao rằng mỗi một người nam, mỗi một người nữ ở trong hội thánh này đều sẽ kinh nghiệm được sự tuyệt vời ở trong lời của Chúa mỗi một ngày chúng ta sống trên đất. Và đến mỗi một buổi nhóm của hội thánh chúng ta, thì tôi ước ao rằng anh chị em luôn có một điều gì đó để làm chứng và cảm tạ Chúa. Nhiều người sẽ đứng lên và nói rằng cảm tạ Chúa vì trong tuần lễ qua, khi mà tôi đã học lời Chúa trong lĩnh vực chuyện ăn uống, tôi đã trở về và điều chỉnh lại chuyện ăn uống của mình một cách hợp lý theo lời của Đức Chúa Trời mà mục sư đã giảng dạy, và tôi thấy sức khỏe tôi được cải thiện một cách đáng kể trong tuần lễ này. Amen. Có ai đó nói rằng tôi có những cái cơn đau trong dạ dày nhưng bây giờ nó tan biến rồi. Giả sử như trước đó người đó ăn uống không điều độ, tới giờ ăn mà không ăn vì đau dạ dày, nhưng sau khi nghe lời bài đó trở về nhà và ăn uống điều độ, ăn uống đủ chất, ăn uống tốt, và tự nhiên cái dạ dày nó hết đau thôi, đúng không anh chị em? Chúng tôi ước ao như vậy. Nghe và làm theo lời Chúa. Đó là một cái bí quyết thật là đơn giản cho cuộc đời của chúng ta.
Nhưng tôi nói với anh chị em rằng đơn giản mà không đơn giản, bởi vì có một trận chiến thuộc linh diễn ra. Ma quỷ nó luôn tìm cách để nó ngăn cản chúng ta, nó không muốn chúng ta làm theo lời Chúa. Nếu người nào mà nó có thể ngăn cản để họ không nghe được lời Chúa thì nó sẽ cố để ngăn cản, nó sẽ khiến họ không đến được hội thánh để họ không nghe được lời Chúa trong ngày hôm đó. Nhưng nếu nó không thể ngăn cản họ đến hội thánh, nó không thể ngăn cản họ nghe lời Chúa, thì nó có thể tiếp tục làm như thế này. Ok, giờ không cản cái thằng đó, cái con đó nghe được lời Chúa, thì tao sẽ khiến cho nó nghe nhưng mà nó không có thể làm tiếp thu được, hoặc là nghe nhưng mà hiểu theo cái kiểu trật lớp gì đó ha, hoặc là nhiều khi nghe cũng hiểu đúng luôn, không cản được, không cản được, hiểu đúng, nhưng mà sẽ cản nó trong việc thực thi. Có quá nhiều sự ngăn trở theo nhiều cách khác nhau. Mục đích cuối cùng của ma quỷ là khiến cho chúng ta không thể nào thực thi được ý muốn của Chúa trên đất này. Anh chị hiểu điều đó không? Bởi vì nó biết rằng một khi một con người lắng nghe lời Chúa, hiểu lời Chúa, tin lời Chúa và thực thi lời của Chúa, thì con người đó là con người có sức mạnh. Con người đó là con người thật đáng sợ đối với thế giới tối tăm. Đúng không chị em? Con người đó giống như cái gai ở trong mắt mà cần phải nhổ đi. Ma quỷ nó rất là sợ những con người đó, và nó muốn ngăn chặn càng nhiều người càng tốt. Thử hỏi trong hội thánh này, ngay trong hội thánh này, nếu như từng lời dạy dỗ của Chúa thông qua mục sư đến với anh chị em, và anh chị em đều quyết định rằng hôm nay tôi nhất định phải làm theo lời này, thì tôi nói với anh chị em rằng hội thánh không thể không phát triển mạnh mẽ được. Đúng không chị em? Hội thánh sẽ khởi sắc từng ngày càng đông người hơn, với những con người khao khát thờ phượng Chúa, với những gia đình hạnh phúc, sẽ không có chuyện mà vợ chồng cứ lục đục hoài, đúng không chị em? Chắc chắn một điều, những gia đình sẽ tràn ngập tình yêu, những gia đình sẽ tràn ngập sự hòa thuận, những gia đình sẽ luôn đầy ắp tiếng cười. Tại sao? Cứ thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy một số người, một số gia đình trong hội thánh và tôi buồn, bởi vì họ đã không thật sự nghe và làm theo lời của Chúa. Nhiều khi mới đó họ rất là vui vẻ làm chứng về một cái điều gì đó ha, nhìn thấy gia đình của họ, lòng của tôi khấp khởi vui mừng, nhưng mà sau đó họ lại không tiếp tục làm theo lời của Chúa. Họ chỉ làm theo lời của Chúa ở trong một lúc nào đó thôi, nhưng mà lúc khác họ không làm theo lời của Chúa, và kết quả là gia đình họ lại lục đục. Rồi tuần sau tôi nhìn thấy cái gia đình đó, ơi ai nấy mặt mày tối thui này, không có niềm vui trên gương mặt ấy, chẳng thấy tình yêu thương, chẳng thấy lòng bao dung, chẳng thấy sự hòa thuận nào. Tôi chỉ nhìn thấy những cái nét của sự xung đột, tôi chỉ nhìn thấy những cái nét của sự kiện cáo. Và trong tư cách của một người lãnh đạo, tôi cảm thấy thật buồn, và đôi khi cảm thấy nản lòng nữa. Nếu Chúa không khích lệ tôi thì tôi không thể tiếp tục đứng vững cho đến ngày hôm nay. Cho nên tôi mới nói với anh chị em như thế này: nếu như các thành viên trong hội thánh này mà chịu nghe và làm theo lời của Chúa một cách trung tín, thì tôi sẽ là ông mục sư hạnh phúc nhất trên trần gian này, mà tôi sẽ là một ông mục sư khỏe nhất, nhàn nhất trên trần gian này. Bởi vì tôi không có phải lo lắng quá nhiều về anh chị em, tôi không phải làm quá nhiều điều cho anh chị em, nhưng chính anh chị em trở nên những con người trưởng thành, và anh chị em thậm chí còn giúp đỡ ngược lại cho mục sư của mình để đẩy mạnh công việc Chúa, làm cho vương quốc của Chúa phát triển, đúng không anh chị em? Tôi ước ao sứ điệp này sẽ nhắc nhở chính mình tôi và tất cả anh chị em, để chúng ta không lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. Từ hôm nay, bắt đầu từ giây phút này, tôi ước ao rằng tất cả chúng ta sẽ có một khế ước với Chúa. Chúng ta sẽ nói thế này: Chúa ơi, bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ giờ phút này, con quyết định rằng mỗi một lời Chúa mà con được nghe thì con nhất định sẽ thực thi lời ấy không chậm trễ. Nếu chúng ta thật sự nói điều đó với Chúa, thì tôi nói với anh chị em rằng Chúa rất vui mừng, và từ ngôi thi ân của Chúa, Chúa sẽ sẵn sàng để tuôn đổ phước hạnh tươi mới xuống trên cuộc đời của chúng ta. Và sẽ có những người trong tuần sau bước lên đây và bắt đầu làm chứng này: cảm ơn Chúa vì trong tuần lễ này Chúa đã chữa lành bệnh tật ốm đau trong cơ thể của tôi không còn đau nhức nữa. Trong tuần lễ này Chúa đã chữa lành, Chúa đã cất bỏ tất cả những sự mệt mỏi ra khỏi cơ thể của tôi cảm thấy mình rất khỏe khoắn. Trong tuần lễ này tôi nhận được sự mở đường của Chúa trong công việc. Trong tuần lễ này gia đình chúng tôi nhận được sự chu cấp của Chúa, và chúng tôi hiện đang sống trong sự vui nhộn. Sẽ có rất nhiều điều tuyệt vời như vậy, và tôi ước ao anh chị em thật sự khao khát những điều tuyệt vời ấy sẽ xảy đến cho chúng ta. Amen. Hãy cùng nhau đứng lên và cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh
nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.